Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay hai anh em tiếp tục đi bắt cua nữa nha cả nhà. Rồi, hai anh em lên đi bắt cua. Mai bắt ở trong nhà nha cả nhà. Chào mọi người nha. Rồi, đây xuống dưới bắt có ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Đây, anh Tám đang lên ghe rồi cả nhà. Anh em vô cái ngọn này nha cả nhà. Ngọn này bắt cua nha. Nước này cũng rong nhiều quá. Đi thử đây cái có. Lên thôi, lên thôi. Lên đường thôi. Còn có người có dèo không sướng ha. Rồi thôi đi có ghi hình cho các nhà xem nha. Tám gặp cua đây các nhà. Đâu dưới đây nè. Sáng giờ hai anh em chưa có con gì á. Đây anh gặp cái cô dưới đồng lập này. Dạy đúng không? Trong đồng bông trong lá không cô bỏ thấy cô ai cũng nước. Đây là con cua đây các nhà. Con này cúm quá. Con này cúm, con này cua quá. Có dấu bấm hay gì không? Ừ. Đây con cua các nhà. Đây gặp rồi anh. Cua này chắc cũng được hai lạ. Nó rộng đó họ cứ bỏ cái chà nó rộng đó mình trở bộ rồi mình phải xây cho khác. Mùa này đi cứu con cua gian nan cả nè, khó ăn lắm đó, hàng nó cua cái xẹp phải không?
cái hai dịp đép với cái xẹp cái gấm thôi, xẹp cái nhai. Không có chắc, thôi chưa được chắc luôn nha cả nhà. À, cũng có là vui rồi. Đực mùa này chắc hiếm hết rồi quá. Còn cua cái à, đực này mùa này hiếm. Ngon quá rồi, được ba lần mấy. Thôi đi tiếp cả nhà, về tranh thủ đi kiếm ấy nước sớm. 30 ngàn. Sáng giờ lóc quá rồi. Đó, anh vô cái hối không đó đó. Ông mình đi qua đây. Là không cua từ nãy giờ nữa cả nha. Bắt gãy mẹ cái càng. Cát quá nó lấp hết hàng hết. Trụi luôn quá. Trụi luôn. Bảy luôn. Chết luôn rồi. Ừ, gãy càng luôn. Thả luôn cả nhà. Lóc rồi cả nhà ơi. Nãy giờ chưa sáng giờ có con cua à. Giờ đi tới cái cục này nè, gặp được cái hang cua này, vòng vòng đây nè. Nó đây gặp được hang cua nè. Không biết có hay không. Mà nó đổ rồi. Đó cả nhà. Để mình kéo máy lên bắt cho cả nhà xem có không nha. Mong là kiếm được con cua cũng đã. Khổ. Gì đây? Còn con cua. Cua có giò. Xấu cua kìa. Hết cua rồi. Cua kìa. À rồi. Hương Thái Bình. Đây gặp con cua đây nè, anh chân khách đây cả nhà. Con mài nè. Cây quá trời anh làm không được nữa, không trôi rồi. Đó, hàng chân khách đây nè. Đụng cho anh. Đụng rồi. À bự bự này chú. Dạ đi. Đây, giờ dọn sạch sẽ nha cả nhà. Em dọn hết cái vào đây đi. Này đây không à. Này nằm trên cái bờ của người ta cuốc ra làm đường rồi cả nhà. Đó, giờ đây người ta cuốc ra làm đường hết rồi. Bao lum bỏ sạch hết rồi. Giờ là cái này là nó cuốc làm đường. Thôi mình bỏ máy xuống phụ anh cái nó bắt cua cho cả nhà xem nhé. Được không? Cây quá trời cây. Đụng nó nè. Cỡ cây không còn đây sẽ bắt.
dọn dẹp. Dọn sạch sẽ nó không bắt được đó. Bỏ nó luôn được rồi cả nhà ơi. Nó kỹ, nó kỹ nhỏ như được rồi, nó kỹ rồi, nó nhỏ nó nói cái gì chứ nó chưa ra sẽ biết được. Có đi có không? 150.000, 150k. Được 1 ký gạo. Mà cho đặt đặt ăn phao quẹt. Rồi. Má, giờ ta cứ đước trong đó quá trời cả nha. Cua đước được làm đường á. Tới đây mình gặp con cua này. Nó mài dưới đây nè, môi dưới đây nè, cây không à. Không làm gì được. Cầm máy xuống mình bắt nha cả nhà. Cua này hên, bắt hên trôi nha, bắt được cũng được thôi chứ không có biết con đường sao nói nha cả nhà. Cây cấu quá trời. Lan nó cạp đem lên nè. Chui nha. Được cho cả nhà xem. Không được, bó tay luôn. Không à. Không có cua nữa. Chui vậy. Ở con cua, cua chạy lên cả nhà. Tốn quá. Con nữa hên quá chắc cái ghê. Rồi cả nhà ơi, sáng giờ được 4-5 con gì rồi hai anh em. Cua chắc dữ lắm nha cả nhà. Tới đây cả nhà ơi, đây gặp được hang cua nằm trong nước rồi nè. Chà không à. Ồ, cả nhà thấy không, làm tốt rồi mày. Đó, thằng nó quẹo xuống đó rồi. Cua này đang ra đây. Nó sẽ tắt lắm. Để nó dọn cái chà ra ra. Giờ kiếm cái hang cũng khó lắm.
ngồi xa xa ra là nó đó còn cái hang nó gần quá rồi hang nó có sập. Bắt rồi phải sợ đau cái hang này chứ phải giỡn rồi. Thôi cái hang uống lắm nha. Cho bữa cái nón này thấy mặt anh cho em tóc. Đó. Đó cho nó mát, đổ cái nón gì đâu nó nực. Cây ra chút đường đường rồi để chụp ổn ha. Lấy cây đường lắp lại rồi. Ủa bữa ra. Rẹt rồi ha. Ô cái bực đó luôn. Bực nóng. Tay em dán lên mày ôm ạ cô cá đó ôm mày có không để tôi cầm luôn cho đây con cô cá này cả nhà còn con đực kia nữa ôm rồi nữa hả có được rồi mừng quá trời mừng còn nữa đó là cái lan cặp phụ đó là nó làm cái giải này làm hết luôn á tại nhà nước đền rồi đền rồi giờ là ảnh làm từ đó giải đó giờ lên đó hết từ cái giải cánh đồng quang này nè đó cặp tùm lum đó á bự á chứ rồi bốn lần phải ra rồi quá wow, đã quá anh ơi ngon quá nha lúc ngay trói thôi biết nên lấy dây rồi làm trôi mừng quá cả nhà nè trói con này luôn anh trói hai vợ chồng nó ra em rửa anh lấy anh lắp hết lại anh đưa mấy cây đó anh lắp mấy cục lại lên chỗ đó để nó sập nha sập là mấy máu của mình không có hâm nữa rồi dưỡng dưỡng vậy là nó nước rong rồi cả nhà trong mình thăm được đây đứng hai cô đây đây ra, ra, ra rửa cả nhà xem nha nghe cái bịch lên thấp hai vợ chồng con lạnh cành đào con này cớm nha cả nhà
cốm. Đây, hai chồng nó đây. À, còn có lý rồi, có lý rồi cả nhà ơi, tưởng hôm nay lóc rồi chứ. Rồi đi tiếp nha, dài dài xuống ghe nha cả nhà, dài xuống ghe có quay tiếp cho cả nhà xem nha. Đi từ nãy giờ thấy hàng cua trong cả nước này không có không nha cả nhà. Nhìn. Đấy mình nè. Học móc vô nha. Cái gì? Cái gì quấn quấn đồng bốn đồng bốn nè. Cái rồi. Ừ. Nằm đâu hang trên chút xíu đâu đó mà. Có lỗ kẻ đó. Thôi ơi, cái xẹp trường dần luôn. Chụp đấu nó luôn cả nhà. Rồi kẹp móc mẹ rồi. Thôi luôn. Đây nó một hồi. Thôi hơn một cái. Sụp cái nón luôn. Chắc dữ. Nó cầm vô anh ta. Cái nón sụp mẹ rồi. Còn cái máy. Chụp với nó ạ. Chắc gạch luôn. Gàn trôi. Mình đấy nó lắp 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 lại một hình biết đâu có cái xẹp nữa. Lắp lại cả nhà. Rồi anh Tám trói cái gạch đó. Ừ. Rồi gạch đó luôn hả? Ừ. Rồi đó luôn cả nhà. Chắc không thấy nổi. Đâu gạch cái nữa coi. Ừ. Ừ. Thấy à? Mình thấy không? Cả nhà thấy không? Đây. Đi vòng vòng không không dèo nha cả nhà. Đây, hang dèo mình đây. Lắp lại nha. Đây nó giết mà nó ăn mới ăn con ốc đá nó mất tin. Bừa nó ra đi. Lắp lại. Trống ra đi. Đây, con cua nha. Đực nha, đực nha. Hên quá. Gà ta ghe được con nữa. Rồi. Hê 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 hê, tao cái càng.
càng dần dần càng kia nhớ xíu. Đã quá cả nhở. Dạ cua hết cua nó có tặc mà cả nhà. Nó tặc hết cua nó có tặc nha, mùa cua này nó bị ấy á, mùa này là hết cua, cái cua nó không xấu cua này, cái càng nó bị này. Ốc gì nó bị chọt, nó có bị chọt rồi nè. Mà nó lành lại, lành lại nè. Ừ, nó bị chọt. Mùa này bớt cua rồi. Đó, coi chừng cái càng của nó, nó có được hoạt chứa đó. Đó đi, coi có ôm không? Dấu ôm có trời á. Ừ, đục. Ừ. Không, sao quay được. Chữ hơi quá cả nhà. Trời. Mới xếp cái cục thịt cho nó đó. Nó có tặc rồi đó. Vậy mà nó hả mạnh mình đè nó không chịu vô trong cái ấy kia gà cái nắp đó biết rồi mà ý nói là vậy mà nó còn hả mạnh đè nó không chịu vô nữa. Ừ đây bốn là mấy nha cả nhà, cho nửa ký luôn. Trời về cả nhà ơi. Có nhiều rồi. Câu ở đây nè cả nhà. Dấp không. Vậy cái nhà cứ quả cái nhà xem nhà chó quá không có. Trông chó quá rồi. Nhà coi chó nè. Ơi. Thank you.